Hồng Phượng chính thức bị cấm sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh tại quán bún và các hình ảnh liên quan trong biểu diễn. Mới đây, luật sư đại diện của Hồng Loan cho biết đã làm xong công việc bên phía tòa án và cục tác quyền, cộng với sự hỗ trợ từ BH Media đã đưa ra thông báo rằng kể từ hôm nay, Hồng Loan là người hợp pháp duy nhất được sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cha ruột của mình, để quảng bá. Đồng thời yêu cầu Hồng Phượng gỡ hết các tấm ảnh có liên quan tới cố nghệ sĩ Vũ Linh ở quán bún nhằm mục đích kêu gọi lòng thương của khán giả. Nếu tiếp tục vi phạm, bên phía Hồng Loan có quyền nhờ pháp luật can thiệp và cưỡng chế tháo gỡ. Được biết, Hồng Loan cùng luật sư bay ra Hà Nội làm việc cụ thể với phía BH Media. Toàn bộ hình ảnh là từ việc quay phát hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh thuộc quyền nhân thân. Chỉ duy nhất Hồng Loan, người thừa kế, được thừa hưởng. Thu nhập này phải trả lại cho Hồng Loan mới đúng. Nói Hồng Loan không ký hợp đồng với BH thì việc này không liên quan đến Hồng Loan, nên không để Hồng Loan bận tâm là hoàn toàn sai. Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ, hiện tại người có quyền thừa kế duy nhất và thứ nhất, nên việc Hồng Phượng qua mặt Hồng Loan làm những việc như vậy là đồng nghĩa với việc Hồng Phượng đã làm trái pháp luật, được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó. Như vậy, Hồng Phượng đã cố tình phạm pháp rồi, bản thân phạm pháp nhưng Hồng Phượng vẫn rất hãnh diện với điều đó. Miễn sao còn kiếm được tiền thì còn tiếp tục khai thác hình ảnh của cậu, dù tiền bẩn, tiền hèn cũng được, miễn sao là có tiền. Những người có kinh nghiệm ăn tiền trên xác chết thì có cái gì họ không dám ăn nữa. Trước đó, bên phía Hồng Loan cũng đã có lá đơn yêu cầu gửi BH Media hợp tác cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hợp đồng truyền thông trong tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh do Hồng Phượng ký kết, để xem Hồng Phượng đã dùng tư cách gì mà lại cả gan làm những chuyện như vậy. Nhưng sau khi nhận được lời yêu cầu từ phía Hồng Loan, phía BH Media không hợp tác, sau đó nhờ luật sư nói chuyện thì BH Media mới phản hồi. Bức thư của BH yêu cầu Hồng Loan phải chứng minh, yêu cầu liên quan rằng Hồng Loan là người con gái hợp pháp thì phía BH mới giải quyết. Đúng là bất ngờ, thời điểm đó BH Media khá ưu ái cho Hồng Phượng. Không như những lần trước, lần này lên làm việc, phía Hồng Loan đã chuẩn bị các giấy tờ liên quan để khi gặp mặt trực tiếp làm việc được thuận lợi. Trong livestream khuya ngày hôm qua, Hồng Loan đã có chia sẻ thẳng thắn. Trước đó liên hệ để làm việc với phía BH thì không ai trả lời Hồng Loan hết. Hồng Loan bắt đầu: "Chán quá cô chú ơi." Nhưng may mắn thay, nhờ có chị luật sư giỏi đã giúp đỡ Hồng Loan hoàn thành hết công việc thật mỹ mãn. Vậy là kể từ hôm nay, Phượng rồi sẽ không còn được sử dụng hình ảnh của cậu nam Vũ Linh để lấy lòng thương của khán giả nữa rồi. Không biết từ nay không có con ép chủ bài này thì công việc của Hồng Phượng sẽ đi về đâu. Trước đó, nhiều khán giả cũng tỏ ra bức xúc khi liên tục thấy Hồng Phượng sử dụng hình ảnh của cậu nam Vũ Linh để phục vụ kinh doanh, lấy lòng thương kiếm tiền khi cậu đã qua đời được hơn nửa năm, làm mọi thứ để trục lợi từ cái chết của cậu, thật quá bức xúc.